Kính thưa quý vị, cuộc đời con người trên trần gian tràn đầy những ngọt bùi và cay đắng, thương yêu và khổ cực, chia ly rồi sum họp. Chúng ta, những hoài vọng mạnh mẽ nhất của con người vẫn là khát vọng, hạnh phúc và sum vầy. Xin mời toàn thể chúng ta cùng nhau đi theo những cảm giác và những ước vọng của chúng ta, những nặng nề và cảm mình sẽ tìm kiếm sau đây với những hình thức của Lê Thương.